ra thì nó có nhiều cái tác động cả tích cực và cả tiêu cực. Nói dài nó hơi nhạy cảm một xíu. Ví dụ như là nếu mà nói về cái mặt tiêu cực thì ừ. uh, à, mặt tích cực trước nha, mặt tích cực trước là nó giúp người ta biết đến rap nhiều hơn, uh, các nghệ sĩ rap có cơ hội kiếm tiền và biến nó thành nghề, uh, có cơ hội cao hơn rất là nhiều. Có nhiều người đã làm giàu từ nó, uh, khiến cho khán giả cũng hiểu hơn về dòng nhạc này là có một cái dòng nhạc như thế này và nó hấp dẫn như thế. Thế mà về mặt tiêu cực thì cũng chính là những cái vừa rồi giúp cộng đồng phát triển nhiều hơn đúng không? Nhưng mà bạn nào cũng y hệt như trên rap Việt hết, bạn nào hh hát hát à, rồi thì uh, uh, kiếm tiền từ kiếm ra tiền đúng không? Nhưng lại chỉ kiếm tiền từ những người nổi nhất thôi nhá. Những người không nổi vẫn đó như thường, ừ. cũng không có đất cho cũng không có đất cho những cái người ở tầm trung uh, về mặt uh, người xem đúng không giúp người xem hiểu hơn về cộng đồng có cộng đồng nhạc rap có dòng nhạc rap đúng không ok đúng nhưng mà bên, bên cạnh là gì người ta người xem bây giờ còn không phân biệt được đâu là rb đâu là melodic rap đâu là rap thậm chí đâu là hát thậm chí là chỉ cần một rapper người ta đứng hát thôi người ta cũng bảo đấy là rap <laughs> thì đấy nó 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 sẽ có nhiều cái nhưng mà đấy mình nghĩ đấy cái chuyện bình thường của việc phát triển nóng phát triển nóng nó như quả bong bóng nó thổi phồng lên đúng không khi mà khi mà người xem chưa được trang bị đầy đủ kiến thức và chưa có cái sự tiếp xúc đủ lâu để mà hiểu rõ về mọi mặt của để mà hiểu hơn nên mình không dám dùng để hiểu rõ hiểu hơn về những mọi mặt của rap ấy thì người trẻ chỉ thấy là đây là cái cốc bởi vì ông đưa cho tôi cái cốc còn một cái nó hình giống như thế cũng để chứa nước nhưng có cái quai ấy tôi không biết đấy có phải là cái cốc hay không giống như một đứa trẻ con ấy khi mà chúng ta bọn nó hỏi ấy, hỏi đây là cái gì hả bố này đây là cái cốc đúng không thì bọn nó sẽ hiểu một cái rất là với những cái khi trong giai đoạn đầu các bạn sẽ hiểu là đây mới là cái cốc này có cái quai ấy, không phải cái cốc đâu ừ. đó nhưng mà khi mà các bạn ấy tiếp xúc với nhiều cái cốc trong một thời gian và cũng là nghe như bố mẹ nói ấy, đưa cái cốc đưa cái ca đưa cái gì đưa cái nọ cái kia thì các bạn mới hiểu là hình dung là a à, cái cốc là một từ chỉ chung và cái cốc nó có nhiều hình dạng. Dù là hình dạng như nào thì nó vẫn là cái cốc. Nhưng mà khán giả Việt Nam thì nó chưa, nó đang ở cái mức độ rất là sơ khai ấy, khán giả đại chúng ấy. Thì đấy thì các bạn sẽ hình dung là đây là cái nhạc rap này. Còn cái nhạc rap mà không hát ấy mà đọc đọc ấy, đấy không phải nhạc rap. Đấy là những cái vấn đề xảy ra đối với nhiều bạn fan mới sau mùa 1 và mùa 2 tuy nhiên thì cái mùa 3 này nó có cái điểm cộng rất là tuyệt vời đó là cái việc rap rap mình bọn mình hay gọi là rap thuần chay ấy tức là rap đúng nghĩa gọi là rap 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 ấy. dùng giọng ấy, rap nói đấy thì nó đã quay trở lại rất là nhiều và 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 mình cũng rất là hy vọng là qua cái sự xuất hiện đấy của cái sự xuất hiện trở lại đấy của cái rap này thì uh, những cái khán giả đại chúng sẽ hiểu hơn về rap và do đó thì nhờ vào thế thì các bạn sẽ trân trọng hơn Những cái nghệ sĩ mà làm, những cái nghệ sĩ rap mà làm những cái thể loại rap Khác với những gì các bạn xem trên TV ừ. bọn, bọn mình thì thực sự là đã không kiếm ra tiền Chỉ cần các bạn có sự trân trọng, và tôn trọng rồi Ghi nhận rồi, đã vui rồi Các bạn nghe bài, um, ông này đầu tư, ok Các bạn không bao giờ nghe lại nữa cũng được Nhưng mà bảo là, um, hát chả hay <laughs> Tôi là rapper mà tại sao lại bảo tôi hát hay không Đó thì thì đấy đừng đừng như vậy là được đúng <laughs> Ok, em nghĩ là đấy là chia sẻ khá là khá là thú vị. Vì uh, em nhớ là hình như là trong cái tập gần nhất của Rap Việt mà em xem hình như cũng uh, giám khảo Thái. Yeah. Thái anh anh anh, anh Thái. Thái đấy còn nói câu đấy cũng hơi uh, gây tranh cãi đấy. <laughs> Vì đúng là đúng không? Chúng ta thấy là có rất là nhiều nghệ sĩ thành danh nhờ việc hát, nhiều nghệ sĩ rap thành danh nhờ việc hát nha thì thực ra nó là cái vấn đề này nó có nó từ ngày xưa rồi nó từ ngày xưa và thực sự là nó cũng bị anti đấy khá là nhiều từ ngày xưa từ thời mà LK cây và VD còn chửi nhau đấy nó đã có từ hồi đấy rồi cơ thế nhưng mà à, dần dần thì mọi người cũng thoáng hơn cho đến khi chương trình lên thì người ta lại bắt đầu và gây ra cái tranh cãi đấy cái tranh cãi đấy là không lại đến từ những cái người đã ở sâu và hiểu về cộng đồng đâu mà đến từ những cái người mới bây giờ họ mới biết thì lượng thực sự là họ bắt đầu bị có rất nhiều bạn người sẽ bị loạn nhá và họ không biết là đợi thế cứ như thế thì nó là rap melodic hay nó là R&B hay nó là pop bởi vì tôi thấy nó hát, hát giống nhau Hiệu Hà Anh Tuấn có phải rapper hay không <laughs> thực sự là như thế thực sự là như thế đúng không như là Um, MCK có một cái phỏng vấn ấy nhỉ bạn ấy cũng có nói đùa một câu rất là hay là bạn ấy muốn được trở thành như Hà Tuấn ấy ok đấy là một câu nói đùa mình thấy rất là vui nhưng mà có thể là đối với nhiều người fan sẽ sẽ hơi con gì ừ đúng Hà Tuấn hát MCK cũng hát rất hay chất giọng rất là hay liệu Hà Tuấn phải rapper không nhỉ <laughs> đó thực sự là như thế thực sự là như thế và 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 tại sao cái phát ngôn của Thái Việt Duy nó lại gây sao động như vậy cũng đang gây sao động đúng không cũng đang cũng có cũng đang ấy. gây sao động ờ thế à? bởi vì nếu mà nó là một cái việc đương nhiên một cái việc rõ ràng nó hiển hiện rồi thì ai mà gây sao động được ai mà gây ấn tượng được ai mà phải các pết xã hội đâu phải lấy cái câu đấy của anh thái ấy, đăng lên làm gì nó phải gây tranh cãi nó phải gây cho nhiều người ừ tại sao lại thế nhỉ bởi vì sao bởi vì chỉ có nghĩa là có rất nhiều người đã đang đóng đinh trong đầu là ừ cứ ư, ư, một rapper mà ừ ở trên một cái nền nhạc ấy nó sẽ tính là rap và đến khi có một ông nào đấy ông bảo là đâu đấy đấy là hát mà thì mọi người mới nhận ra nó là câu chuyện bộ quần áo mới của nhà vua, ừ. đó là câu chuyện bộ quần áo mới của nhà vua bây giờ tất cả những cái rapper ấy người ta hát và người ta treo đầu rap bán thịt on bán thịt pop bán thịt hát cộng với một bộ máy truyền thông mày bảo anh này không phải là rap á, à? đấy là bởi vì mày sai. người thông minh mới nhìn ra bộ quần áo của nhà vua, mày phải hiểu về rap, mày mới biết được đấy là melodic rap, không phải R&B. Cho đến khi một ông thái việt di hoàn toàn theo rap truyền thống xuất hiện. đâu đây là hát chứ? một đứa bé hoàn toàn ngây thơ không bị những cái truyền thông nó làm vẩn đó đâu nhà vua cởi chuông kia? lúc đấy mọi người mà, ừ, vua cởi chuông thật, ừ, đây là hát chứ không phải là rap đâu. đấy chính là vấn đề của chúng ta và đấy chính là những cái vấn đề mà bọn mình đã muốn nói rất là nhiều năm rồi nhưng mà trời ơi, bọn mình sẽ bị đấm chết tươi ngay nếu mà nói cái điều đấy ra Cho nên là hôm nay cũng gọi là mượn gió bẻ măng, thuận nước để thuyền thì nói thế để nếu mà có bị chửi thì là uh, sẽ có người bị ăn chửi cùng sẽ có người nổi tiếng bị ăn chửi cùng chứ không chỉ riêng mình đâu nha đó okay.